Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 4 năm 2016, tại trường tiểu học Vĩnh Khê, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức giao lưu Olympic tiếng Anh dành cho giáo viên học sinh tiểu học năm học 2015-2016. Tham gia giao lưu có 100 học sinh và 29 giáo viên tiêu biểu đến từ 27 trường tiểu học trên địa bàn thị xã. Tại giao lưu, học sinh thực hiện bài kiểm tra viết trong vòng 60 phút, gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, một bài thuyết trình về các chủ điểm, tôi và những người bạn của tôi và ngôi trường của tôi và gia đình của tôi và thế giới xung quanh, và phần giao lưu đồng đội dưới hình thức sân khấu hóa. Điểm mới trong giao lưu năm nay có phần tham gia thi tài năng tiếng Anh của giáo viên thông qua thuyết trình và thi sân khấu hóa cùng với học sinh. Kết thúc giao lưu, ban tổ chức đã trao 71 giải cho phần thi kiến thức học sinh, 27 giải học sinh tham gia thuyết trình, 16 giải cho thi thuyết trình của giáo viên, 18 giải cho phần thi giáo lưu đồng đội. Giải toàn đoàn nhất thuộc về tiểu học Vĩnh Khê, 2 giải nhì thuộc về tiểu học Kim Đồng và tiểu học Mạo Khê B. Qua giao lưu nhằm phát huy tính chủ động tự tin, rèn năng lực thực hành, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tạo sân chơi văn hóa trí tuệ cho học sinh, nâng cao chất lượng các môn học, đặc biệt môn tiếng Anh trong trường tiểu học, đồng thời tạo sân chơi giao lưu học hỏi giữa giáo viên và học sinh trong thị xã, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường, đáp ứng yêu cầu của đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã Đông Triều.